để mà đánh giá một con máy cẩu Nhật bãi mà nhìn bên ngoài để đánh giá chất lượng của nó thì theo các bạn thì các bạn có thể đánh giá được không? Thì con này nó là một con máy cẩu nha các bạn, động cơ Yanma 9 ngựa. Thì nói về máy Nhật bãi thì các bạn đừng nhìn bên ngoài nó nha các bạn, nước sơn của nó nhìn nó hơi phai sơn thôi, nhưng mà chất thép của nó rất là tốt, còn rất là ok nha các bạn. Thì con này bánh xích của nó là xích sắt nha các bạn, xích sắt chứ không phải cao su nha. Con này nó leo mọi địa hình đất đá rồi đồi, nói chung là nó na ná như bánh xe tăng nha các bạn. Rồi chân đỡ của nó là còn nghiêm chỉnh đó nha. Con này đã bên mình đã kiểm tra hoạt động rất là chân chu và ok nha các bạn, không một lỗi nhỏ nha. Hàng này là hàng Nhật bãi nha các bạn, động cơ Yanma 9 ngựa. Thì con này mình bán cho các bạn xài, có nhu cầu xài gia đình hoặc là những doanh nghiệp nhỏ rồi nha, có nhu cầu cẩu hàng cẩu hó rồi. Con này này nó cẩu được là 1,2 tấn nha các bạn, cẩu 1,2 tấn. Trọng tải con này thì máy dầu thì nó chạy thì Nhật nó kỹ sư Nhật nó thiết kế nó tính toán hết rồi bạn. Thì các bạn mua hàng Nhật bãi là quan trọng mình kiểm tra những chức năng của nó còn ổn định chân chu là ok rồi. Còn hình thức bên ngoài thì các bạn đừng có còn quan tâm lắm bạn, tại vì cái chất thép của nó thì quá ok rồi bạn. Còn cái lớp sơn của nó thì nếu mà các bạn cần thì bên mình có thể sơn lại cũng được nha, lớp sơn của nó bạn đó. Còn cái này là mình đang đợi nước sơn rin nha các bạn, nước sơn rin luôn, chưa có sơn lại gì hết nha. Rồi thì dòng này mình đang bán lẻ nha các bạn. Các bạn nào mua sử dụng gia đình hoặc là doanh nghiệp nhỏ rồi thì cẩu hàng cẩu hó rồi thì liên hệ cho Đinh Ba Búa mình nha. Số điện thoại là 0948 206 103 nha, các bạn liên hệ cho mình nha. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.